không đảo? Đảo, Trung Quốc. Đảo này là gió thì sao? Ừ. Đi máy bay hay đi lên tàu vậy? Con đi tàu không ạ? Tàu rẻ hơn phải không? Dạ. Tiền vé tàu không 800. 800 cái này sao? Không, hai lượt á. Cũng rẻ quá. Hai lượt có 800. Ra ngoài là gì, nhà ở chứ đâu mất nhà trọ hả người? Dạ đúng rồi. Ba mẹ con còn ở ngoài mà. Nếu mà đi làm mà mướn nhà kiểu đó thì cũng không còn tiền. Giờ em mới biết anh thủ tiền lẻ làm gì. Cũng có công quá đó. Cảm ơn. Nó đi giao đồ gì á? Nó đi giao đồ gì á? Thì giờ thằng này về thì mày chờ thằng nhỏ về trước, thằng nhỏ chờ thằng lớn. Nói chung là thương nhau lắm. Mà hai anh em ruột.
Con nấu không à? Nấu gì á, mấy thằng này nó con nè, cứ nó nấu luôn. Kêu nó con mình ăn luôn, mình khỏi nấu. Cũng lai ra là gì?